Mùa đông năm nay đến muộn và đến nay mới đón được đợt không khí lạnh, tăng cường có cường độ tương đối mạnh. Thời tiết thay đổi khiến cho nhiều nhà vườn trồng đào gặp khó. Còn khoảng hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2023. Nhưng đến thời điểm này, các nhà vườn trồng đào ở Nhật Tân đang hối hả tuốt lá, gấp rút với những công đoạn cuối nhằm chăm sóc đào để chuẩn bị đón Tết. Dạo quanh khu vườn đào Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, một bầu, không, một bầu không khí hối hả tất bật đang diễn ra tại đây. Người người, nhà nhà tập trung tuốt lá đào, uốn nắn, cắt tỉa làm sao để có được một cây đào ra hoa đẹp nhất, phục vụ người dân chơi Tết. Tùy vào từng loại đào, thời gian tuốt lá sẽ khác nhau. Đào hạt có thời gian dài hơn nên thường tuốt lá vào khoảng từ 15 đến 25 tháng 10 âm lịch. Đào bích thời gian ngắn ngày hơn, thường tuốt vào khoảng từ 5 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch. Bên cạnh đó, tùy vào từng loại cây, những cây già yếu thời gian tuốt lá chậm hơn so với những cây tỏ khỏe. Người dân cho biết, việc tuốt lá đào phải được thực hiện đúng thời gian để đào có thể ra được mắt và nuôi dưỡng mắt đào cho ra những nụ hoa to, đẹp và đều đúng vào dịp Tết. Tuy nhiên, mùa đông năm nay đến muộn hơn, các đợt rét đậm rét hại chưa xuất hiện nên cũng khiến các nhà vườn phải thay đổi thời gian sản xuất. Trồng đào thường phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Tuy nhiên vẫn có những kỹ năng nhất định để mùa vụ, thành công là tuốt lá. Thời tiết và bàn tay con người là yếu tố tác động để hoa nở. Vì vậy, ở thời điểm gấp rút này, người dân thường tính toán rất chi tiết và kỹ càng để hoa nở đúng dịp, mong cho mùa vụ thành công để bù đắp được công sức chăm, suốt, chăm sóc suốt cả năm. Người trồng đào ở Nhật Tân năm nay tỏ ra khá lo lắng vì thời tiết mùa đông ở miền Bắc đến muộn.